Hello, chào mọi người mến thương của mình. Mọi người, hồi xưa tới giờ mình đi quay clip là mình bắt cá săn giăng lưới rồi cắm cua tùm lum hết trơn. Bữa nay là hồi đó giờ mình chưa có đi tìm ổ chích ghé. Bữa nay mình mời mọi người theo chân mình đi cùng với mình nha, đi săn chích ghé. Rồi tới vụ này là vụ mùa đó mọi người. Tất cả các con chim con cò vào ruộng đủ loại chứ. Mọi người theo chân mình đi nha. Đi mọi người. Đây mọi người. Mình kiếm gặp được một tổ chích ghé không? Đó. Đây cái đường nó cái đường nó lội vô nữa rồi. Đó. Nó đừng động mấy cha, đừng động. Nó nằm ở trong cái bụi năng thấy là chung trong bụi năng nó bẻ kìa. Quay tổng thể rồi nè. Nè nó đi vô đường này nè. Nó thẳng vô. Đây có sừng không vậy? Đã không rồi. Ai kiếm ai có còn nữa không? Mình kiếm tiếp tục nha mọi người. Đi về dạo đây mình kiếm tiếp luôn. Hết khu này luôn. Mình kiếm được thử bữa nay được bao nhiêu tổ nha. Bữa nay là một tổ một trứng nha. Ủa con này bị gì? Chụp nó. Rồi con lép luôn rồi. Mày lôi ngang nó đứng đây nó thủ giống như cây chụp, cái chụp. Cái lao một cái lá ổi. Chụp. Ủa cái gì ông nội? Ông lộ đời vậy. Đấy, thay lông. Ủa thay lông hả? Thay lông mọi người, thằng chim nó không bay đi nè. Đứng yên chỗ. Hả? À. Thay lông. Chùi hết hồn của chú ơi. Mình thả nó thôi. Ơi. Chạy. Ủa. Bay không được. Thôi đưa vô bỏ đi. Bye bye. Thôi bữa nay không đem học quẹt nha, sống á. Phát hiện cơm tấm con à. Ngồi gượt chi vậy? Quái trời. Ơi. Cha ơi, chỗ đó cắm cua. Chỗ đó cắm cua. Cái gì? Chị bắt cặp được con nước chứ vé hả? Đó. Rồi sát xuống sát xuống. Sát xuống sát gần gần quay quay gần nó luôn á. Sát cái đầu luôn nhá, cái lắc lắc ngóc đầu lên. Đúng gặp nó cái nó lặn rồi giờ nó hết hơi nó ngóc đầu lên rồi mà nó tưởng lặn đi bây giờ đi còn rồi lặn khùng quá rồi bắt đi nó lặn bây giờ hai con chim hai con rồi chích ghé con hả ghé ủa bây giờ cái chỗ đó nở rồi không rồi chưa mở mắt nữa mở mắt rồi ta đi ăn rồi cái này đi ăn rồi rồi hai con mày hai cha mẹ thấy mình nó chạy rồi hai cha mẹ nãy mày gặp mày cái như mày phùng nãy đó ừ. Ui là trứng đó là con cuối hả ta ừ. Ui là hô bắt để luôn đi rồi vô cỏ mà thả nó chậm rồi thả đi thả trong này nè bắt cho chú xem thôi lát cho chơi nó lại nhặn rồi thả đi rồi hai anh em thả nè cậu theo nè đúng không nóng đít rồi đi cậy đi ôi nãy giờ đi vòng vòng kiếm mà tiếc quá ổ này bỏ rồi trời ơi đi vòng vòng kiếm nữa còn nữa cô chú hả đi vô bụi năng tượng này nè cô chú đây là mẫu của mẫu nào không biết luôn ủa, cái này là gì ta đang đi vòng vòng kiếm đó nè cô chú cha bên kia kìa mình mới gặp thêm một tổ mới làm không rồi đó là mới chắc rồi mà nó chưa có trứng chưa đẻ đó là nó mới mất là khoảng 4-5 ngày nữa mình lại đây là có trứng nha rồi bữa nay mình đi săn chích ghé một bữa nay là mình kiếm được mấy ổ với gặp một bầy chích con rồi mọi người theo chân mình đi tiếp tục nha đi thăm câu cua nãy giờ bỏ câu cua nè nè xuống luôn chú ơi hình như cái tổ còn bên ít hai ổ luôn ổ bên ít đi Dương ơi hai ổ luôn
Nó có tạo đất chưa? Chưa. Đây này là kỹ chưa? Tạo bên đất đó mọi người, thường thường nó làm cục cỏ mọi người. Đi tới là mất tiêu rồi, hồi nãy thấy hai con ở đây mà. Ở vùng canh sai. Ở vùng hẻo lánh là có bên đất này. Đẻ gì rồi? Chưa đẻ. Đó. Nó lâu như vậy là mình dò bả xa là mình thường xuyên mình đi á mình biết. Nè. Bả xa là nó chưa đẻ hả? Dở cục cỏ này. Thường thường đẻ dấu trứng. Ồ cái này có. Kệ. Dở ông kia, ông kia. Dấu không xác khỏi đâu. Hồi nãy đằng kia nữa kìa. Ở đây không phải là gì là chú đằng kia nữa. Đây không phải là vậy là nó mới làm tổ thôi. Không, chú đằng kia nữa, chú kia nữa. Không, chú đằng kia nữa, nữa mà. Sao vậy? Sao quá, điên nổi. Còn cũng hết nổi rồi. Lội nãy giờ. Chú trứng không? Thường thường là nó gặp người ta cái nó lâu lâu cái cỏ nó bích lại, bích trứng rồi, mời mời thử. Rõ ràng, quá tan, thấy mọi người thấy nó khôn chưa? Đó, nó gặp có tiếng động người ta là nó lấy cái này đạp nó đắp lại nè. Đắp lại nó tha lắc lức luôn. Đó, thành ra người ta đi ngang người ta vô tình, người ta sơ ý, người ta không biết là cái tẩu của mình đó. Đó, mọi người thấy nó khôn không? Cực là khôn luôn. Mình đi thường xuyên mình biết cái nào có con Momo là có trứng. Có trứng mình lôi nó ra là trứng nằm này. Quả tàn. Trứng lúc nào cũng nằm dưới nước sắp nhiều mọi người. Nhưng mà nó lại cái loại này là làm như là nó đẻ dưới nước á. Trứng nó không có bị hư, gặp trứng gà dịch là hư rồi. Thôi lẹ lại, đắp lại đi cho nhỏ đi. Thôi mình đắp anh trả này rồi. Đó. Hai con lẹ lặn ốc tiêu rồi. Đó, nó lại đi trang cho nó nè. Đó. Giờ mới thấy không? Không bao giờ có trứng. Mà cuối cùng là có trứng. Khôn. Hồi nãy mới thấy lặn đâu ở đây nè. Con ghê quá không ngộ. Lặn không hả? Thôi mọi người, tự giờ mình đi tìm chích ghé, tìm cò, tìm đủ loại hết trơn rồi. Video cũng dài mọi người. Mọi người thấy có thích thì cho mình xin một like, một đăng ký, một bình luận góp ý mọi người. Mình xin bye bye mọi người. Bye bye.